dâm tố nào an lòng này. Đàn ta vốn thiệt không dây, vô duyên khó biết lời thầy nói gì xa. Từ trên tới dưới cũng hòa, hay hơn châu báu ngọc ngà giàu sang. Thầy về tâu lại Phật đàn, cuối sinh nhỏ phước xóm làng bình yên. Giống nòi thiệt cốt rồng tiên, mà nay lạc mất gương hiền nơi đâu. Muốn xem bốn chữ Long Châu, bền gan sóc đá sòng nâu tu trì. Tu hành mà sợ ta gạt gẫm cũng kỳ cho dân. Giả từ khắp hết dương trần, dân nhân dù chốn cũ lưới thần mùa. Non cao nhiều trừ loài độc địa mới là yên thân. Biết sao cho toại lòng dân, kẻ ưa đạo đức người cần vinh quang. Xót lòng cày nước mà ha, hớp vô ba hớp ăn là lặng tâm. Thân khùng đêm vắng khóc thầm, cửa mình cũng nhớ giấc nằm nào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình diễn ngâm sấm giảng của Đức Huỳnh Giáo Chủ xin trân trọng gửi đến quý liệt vị lời chào thân ái và cầu xin ơn trên Tam Bảo hộ trì cho quý vị được hưởng trọn vẹn phúc duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chương trình diễn ngâm sấm giảng quyển 5 tức khuyến thiện mà Đức Thầy đã viết vào năm 1941 tại Chợ Quán, gồm 776 câu. Nội dung Đức Huỳnh Giáo Chủ nhắc tiểu sử Phật Thích Ca Mâu Ni và luận giải về tám sự khổ trong cõi ta bà. Ngài cũng giảng dạy về pháp môn tịnh độ, về cách diệt trừ ngũ trược, trừ thập ác và hành thập thiện. Lời lời hoa gấm của bậc tế thế độ nhân, kính mời quý vị thành tâm lắng nghe qua giọng diễn ngâm của các nghệ sĩ thời danh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sao kiếm chỗ tầm biển hồng trần sớm gọi cho sông. Ngày lập hồi mới mong trở lại, chữ bằng tiền khuyên dân đừng
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Bằng tâm ngẫu hứng thừa nhàn theo đòi nghiên bút luận bàn tục chuyên tu hành xa nơi tranh đấu lợi danh giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao trị niệm sớm khuya thân tuy còn tục tâm lìa cõi mê chí toan gieo giống bồ đề kiếm người lương thiện về Tây Phương giải quyết những kẻ ngộ ngang biết câu lục tự dình đàn trần sự trọn nghĩa nhân quyết làm tôi Phật gửi thân liên đài cầu cho mối đạo hoằng khai cầu cho trăm họ mong lai được gần xuống về cõi Phật an thân kẻo kiếp phong trần dài gió Phật đài phượng phất mùi hương cúi đầu đảnh lễ cậy nương đức mẫu từ bi quay lực nhiệm sâu độ con thoát chốn ưu sầu trần ai Nam Mô Thích Ca Như Lai ta bà giáo chủ xin ngài chứng minh dưới đây lược tả sách kinh cho trong nam nữ hữu tình thì coi lời lành của Phật truyền rồi đọc qua suy nghiệm
xét soi chân ta. Tình độ giác thuyền trì dục tâm, phải rõ nghiệp duyên trần câu tàu, nghe rành chánh pháp thoát tà dâm. Phù sanh nhược mộng đời lao khổ, tình tri tu thân khỏi lạc lâm, hào quang chư Phật rồi mời phước. Đạo pháp xem qua chớ gọi thương, chuyên chú nghĩ suy tư nét nhau, cố công gìn giữ tâm thuần lương. Lòng quảng ái xót thương nhân chung, bụi lũ lăng Phật giáo suy đồi, kẻ tu hành ái nở yên ngồi, mà sớm kể chiều kinh thâm thẳm. Mình đã gặp con thuyền bát nhã, có lý nào kỳ tu thân. Phật tổ xưa còn ở nơi trần, ngài gắng sức ra công hoằng hoa, nền đại đạo lưu thông khắp cả, bậc tiên hiền đều trong Phật gia, rèn dân bằng giáo thuyết bình hòa, giống bác ái gieo sâu vô tầng, sao nhầm bụi phong trào tân tân, đua chen theo vật chất văn minh, nên ít người khảo xét kệ kinh, được dắt chung hữu tình thoát khổ. Thêm
còn bị lắm phen dâm tu. Lời tà sư ngoại đạo gieo vào, cho nhân sanh trong già nung đau, chẳng gìn chặt hương xưa mặn mèo. Dùng thế lực, dùng nhiều mánh khóe, cám dỗ người đặng co khiến sai. Chúng nằm không hướng của hoành tài, để khốn khổ mặc ai chối kề. Mắt thấy rõ những điều tồi tệ, tai thường nghe lắm dòng thêm thời này thế kỷ 20, cố số xịp thần quyền cho hết. Người nhẹ dạ nghe qua mê mất nơi, rằng nên dùng sức mạnh cạnh tranh, được lợi quyền lại được danh danh. Bài xích kẻ tu hành làng sông ấy, nhiều người đón rước nghề dục dân tâm sôi nổi tràn trề. Cổ tục nhà phi bán khinh chê, cho tôn giáo là mùi thuốc nghề phiền, ai nếm vào ắt là phải nghiền. Chẳng còn lo trang giò lấy sắc thân dẹp nồi bất ngờ bình, bỏ đức tin của câu nhân quả. Dù ai có bền gan sắt đá, cũng đồng lòng trước cành ngựa nghiêng. Đảo diệu màu gặp lúc trung chuyên, phần môn đề phải lo dung quén
tâm rất nhỏ con làm nên kén. Người không lo có thẹn hay chăng, cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng với tín nữ thiện nam Phật cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thính danh công đức Phật từ đồng dép bớt âm thanh sắc tướng lo chân hưng Phật pháp mới là nói cho đời hiểu Phật Thích Ca lòng tự xả thân tâm đạo ta cũng chẳng hoàn toàn thông thạo nhưng vẫn cùng bổn đạo xa gần có một điều già trẻ ân cần là phải biết nguyên nhân Phật giáo hồi thế kỷ khoảng trong thứ sáu trước kỷ nguyên Tây lịch thời xưa Pháp giáo chưa biệt lập tam thừa thở Trung Quốc nhà Châu Chiêu Đế bên Ấn Độ thành Ca Tỳ La về có đức vua Tịnh Phạn Nhân Từ thần dân lạc nghiệp an cư trên chúa thẳng tối ngay khỏa ta đức hoàng hậu ma gia phong nhà qua cười một hôm kia vẻ mặt vui tươi đến trước bệ tâu cùng thánh thượng rằng thần thiếp
nhờ ơn chung hưởng của hoàng gia cũng được vinh quang. Kể từ nay thiếp muốn an nhàn, dưỡng tâm trí lần xa thế trượt. Chẳng phiền kẻ hầu sao đón trước, chỉ trừ người ý hiệp tâm đầu. Xin một điều ở chốn Long Lâu, tập đức tánh khoan dung đại độ. Tránh tất cả những điều thô lỗ, chẳng bảo ngang tàn. Thiếp cúi đầu ngưỡng dòng thiên nhan, phê cho thiếp những điều xin ấy. Vua nghe xong vội vàng đứng dậy, bèn chuẩn y tỏ ý giữa lòng. Bà tấu thêm ở trước đền sông, xin thánh thượng bao dung kẻ nghe khó. Lòng tôi dám mà tha đôi giúp công mà tiền, cứ dân nghèo trong lúc đảo điên, lấy đất rồng bổ trong ba tấm. Người đói lành bà lui về cùng điện nghỉ ngơi, đêm trăng thanh gió mát thành thời, tiết hoa thuận khắp nơi hoa nở. Hoàng hậu trong lòng hân hỡi, giấc chim bao bà thấy lạ lùng, bạch tượng từ ở chốn không trung, bỗng xa xuống mình bà hối hả. Rảo chân bèn bước ra vườn, truyền thị về thỉnh vua lai đau. Vua
lại gần bà sao rất quái kỳ. Tay chân bèn run rẩy một khi, muốn quỳ xuống mắt giường tâm tôi. Tiếng thần tiên trên không ca trội rằng ta mừng vua thiện căn. Sắp có con thế giới chẳng bằng, sao người ấy lập nên đạo. Đầu bái ta liền phán cùng hoàng hậu Ma Gia: có việc chi vội vã dời ta, khá nói lại đầu đuôi tường tất. Bà thuộc rõ chim bao trong giấc, xin vua dời ít kẻ bàn dùng. Các thầy bàn được lĩnh vào cung, nghe xong xả tâu rằng đêm quý ngày thăm thuộc đông qua hà chi bà trổ xanh thái tử đẹp mặt trang nghiêm khi phách hơn người. Vua cùng khắp nơi thần dân mừng rỡ, họ Thích Ca liền đặt tên là Sĩ Đạt Ta. Cả triều chinh treo hoa yến ấm, có nhà sư cách thành mấy dầm, thường ở ăn trong sạch hiền từ, lòng thẳng ngay chẳng có gì tư. Đời thanh tình dình theo đạo lý, ông lại được thần tiên dẫn chỉ, hiểu thiên cơ quyền
ông là người Bà La Môn tiên. A Tư Đà tiên hiện tên lão ơi, thời buổi ấy bèn vào chầu tâu trước ngay bể rồng, xin vua cho ông bước vào trong được ý kiến. Bỗng liền ra lệ, vẻ mặt buồn chẳng thốt ra lời. Thấy lạ lùng vua bước đến nơi, liền phán hỏi bảo ông phân rõ. Trước cung điện ông liền bày tỏ rằng tử hoàng chừng được thành nhân, lìa đến đài khổ cực chẳng sợ, tìm đạo lý dắt dìu sanh chúng, ngài sẽ được thế gian ca tụng. Phần ngài quả Phật vàng tròn. Buồn vì tôi tuổi lớn sức mòn, chẳng sống đặng nghe lời Phật trần đau thương thông thiết. Nhờ ngài mà viết nẻo luân hồi, vô phước nên tuổi mấy phận chẳng có điều chi lo ngại. Đức Hoàng hậu đến ngày thứ bảy, dứt nở trần nên vô bà về thay thế mẹ, giùm săn sóc trong nôm thai tử.
khi lớn lên cho người dạy chữ, lúc vào trường chẳng học mà thông. Buổi trưởng thành vua vẫn hằng mong cho thái tử đừng lìa cung điện. Hội triều đình các quan lựa tuyển nàng du gia được chọn cơ thôn. Vua nghĩ rằng muôn tâm yên ổn, chọn cung phi mỹ nữ làm trò, cất đền đài lộng lẫy đẹp to. Ngày ca múa đêm bày lời là lòng thái tử cũng công siêu ngã. Ra khỏi đền du ngoạn một khi, buổi đầu tiên gặp những chuyện gì? Gặp cụ lão tay nương gậy chông, ngài xem qua lòng bèn cảm động. Lần thứ hai thấy kẻ ôm đau, xét cõi trần trong giả heo xào, chi xiết nồi nung nao cõi tạm. Lần thứ ba xe lìa khỏi trạm, được trông nhìn kẻ chết đang khiên. Về đền đài cảm xúc để trí tầm phương giải thoát. Lần thứ tư vừa đi vào mắt bóng gặp người tốt đẹp nào về đâu, trời đã ứng đêm giả tăng say gợi lòng thái tử. Ngài hiểu rõ ấy là phận sự phải xuất gia tầm đạo mau mau, liền quay xe trở lại lai trào. Xin dương phổ lánh xa mùi thế, buồn thăm dùng lời khóc kể rằng cha già biết cậy nhờ ai, khuyên con nên ở chốn điện đài sao tu chẳng muộn. Lòng thái tử quyết theo ý muốn, thừa đêm khuya
xiết chi. Sao ngài đến rạch ni liêm thuyền, thấy có hoa cảnh bắc thơm thuyền, ngồi khổ hạnh sao năm dương theo quay dùng thần thông nghĩ lực dẹp tan ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn và lần bước phô trương độ chúng. Bèn xét ở trong Phật chúng, các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng dây ta, nên quay lộn ta bà cõi khổ. Lòng thương chung thuyết phương tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi dường. Chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Xét cõi trần sống khổ giặc lượng thứ ở trong thế giới. Lời Phật thuyết ba khổ cảnh thanh minh xen bao nặc mùi, nào ai rõ cái vui triệt đau ấy.
vì phần ta rất yêu mến nơi đào, chẳng nể chi tri riêng tài sơn, lấy lời xưa cho thiện tinh rồi nhàn xem xét dứt mê tâm dứt điều hờn ghét ráng cần thường trao dồi chí hướng cao thanh cho khỏi thèn con lành Phật giáo ơi. Thích Ca từ xưa dạy bảo khổ ta bà nhiếp lại tám phần, bởi chúng sanh mang lấy xác thân khổ thứ nhất sở sanh là gốc, vào bụng mẹ chung quanh bao bọc có khác nào ở chốn ngục tù. Bụi mẹ đau quyết kiệt hình thu, lúc mẹ đói giường treo lòng bồng, ta kể sơ những điều bi thông, mẹ nó cơm chật chội khó khăn, khi ra đời đau đớn vô ngần, cất tiếng khóc nếm mùi dương thế. Đoạn lão khổ thứ nhì xin kể, từ trẻ thơ đến tuổi thành nhân, hết tráng cường đến lúc mòn thân, răng lần rụng lưng cong gối mỏi, nằm đi đứng đỡ nâng chống chọi, thử nghĩ coi lão nhọc cùng chăng. Đoạn thứ ba ma bệnh làm nhăn, đeo hành phạt xác thân ô uế, bởi thời thế chuyển dây biến
thể, thêm muốn ăn chẳng được điều hòa, là nguyên nhân căn bệnh phát ra thân trằn trọc hôn mê nhức nhối. Cơn bệnh hoàn càng không tránh nổi, còn mang thêm tật nọ tật kia, rồi từ đây đến lúc chia lìa đoạn tử khổ thứ tư phân dài. Trên dương thế hữu hình tách hoài, có sanh ra khổ hại đâu chưa, trải bao phen dãy gió dầm mưa, ngày kiệt sức quyển thân tan nát, gần hấp hối tâm thần sâu sát, trí dần dơ kinh sợ vô cùng, rồi mòn lần đến lúc lâm chung, giả cõi tạm theo đường tội phương. Nhiều phương thuốc ngừa sao ngăn trước, mà cũng không thoát luật tuần quần. Dầu ẩn nơi cùng cốc thâm sơn, chẳng trốn lanh tự thần cho coi. Đoạn thứ năm nghĩ suy tìm tôi, cầu chẳng thành những việc thích ham, người trên đời ai cũng lòng mà tham, muôn phước thọ phẩm hàm tiền của hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cuộc tan hiệp hiệp tan ân ai đến sông đời để lại sầu cái khổ này dẫu cho thông thả hướng mùi
sen báo. Thần thức nhập thái sen tinh hào nên khỏi mang lo nỗi khổ sanh. Thân thì thân công đức hiền lành, bất di dịch khỏi vì khổ lão. Thể thanh tịnh thường không quyên đau, hết lo toan nắng lành gió mưa. Khổ bệnh kia bởi đó mà chừa, ta thoát cuộc lao đao vì nó. Đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, tánh an nhiên bất dị trường tồn. Tử thần kia đâu dám dắt hồn, thoát luân chuyển khỏi đeo khỏi tử. Cuộc ý thực muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sanh nhai. Chiên nhàn nhìn cảnh Phật đại, khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc. Cả hải chúng thải đều dừng chắc, toàn dân lành đâu có đắng đo. Nhất ái ân quyến thuộc chuyện trò, thoát sống khổ hòa thuận kể sao cho xiết. Tâm đồng nhau thượng thiện vui vầy, cảnh như như chẳng có đổi thay. Không màng biết phân chia nhân ngã, sẵn dị ngôi rành phân thượng hạ. Khỏi khổ câu quan ghét gặp nhau, thường trụ hết rạc rào. Chất thô trượt tiêu ta mất cả, cõi tình độ lắm điều thanh nhà. Khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn, chúng ta bà tím lùng dâu mòn. Thân tứ đại của người cùng mau thức tình tu thân kẹo trề.
quên tôi rồi mới hối muộn màng. Chỉ chú bằng ta xuống lô tuôn dình giới luật nghe kinh trong Phật cảnh bao đài sen
nghĩa kiến trược dạy ra như vậy. Trí vẫn vô tưởng đó nhớ đây, thiết mưu kế toán bề thắng thôi. Ghi thù quán chưởng điều đáp đuôi, nên ma phiền não được đắm say. Chuyển luân trong nhân vật các loài, căng mờ ám làm điều dài dột. Chúng sanh trược ta đã kể nốt còn thứ năm là màn trường trung số giàu sang hòa phước bằng cùng giàu qua nguyệt thung dung cầu thả ưa đẹp mắt mến điều mới là sáng quay quyền hối lộ gần xa nghèo a vua bờ đỡ nịnh ta khó trộm cướp cũng là nhớ sâu nguyện cùng Phật dứt duyên trần câu ơi phải trừ thêm thập ác quyển thân khuyên nữ nam suy nghiệm ân cần ác nơi khẩu nhất là lương thiệt với người này dùng lời tha thiết đến kẻ kia đâm thọc cho gây khá chừa đi hương đàn bớt dày dùng sự thiệt giải bài tâm trí người chọn nhau tại mình gia vị mà cũng không hưởng được lời danh sao rõ ra chúng lại ghét ganh chiêu cảm quả bất lành thêm a
lỗi cho người lầm lỗi xéo vậy. Của tiền nhiều tử phủ rằng hay, chủ ý thế nhiếc xài kẻ quan ỷ khôn mạt sát dân ngu, nghèo ỷ lanh láo sượt lũ bù. Ôi thay thế lòng đừng để cho quỷ dắt đường công. Dùng từ ngôn nói tận đáy lòng, dầu trên dưới cũng không đời này dốt nát. Người khôn ngoan chỉ dần mới là lời trang nghiêm êm ái thốt ra. Đừng bao biếm mới là nhân thiện, tới ác khẩu thứ ba bài biên tiếng tục tăng thô lỗ. Nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng, chẳng kể đến luân thường thảo hiếu, hâm đánh giết những người hèn yếu, hiệp xóm chồm cô bác chẳng kiêng. Trong gia đình chửi rủa liên miên, hết dương thế kêu sang thần thánh. Chẳng kiêng trời thương cảnh khỏi long cung mời thần tối ngày, đời ấm u tội trạng thảm thay, khuyên ba tánh ba gia phổ còn rơi lại đó, sao không theo nề nếp gia phong,
chứ thánh thần đâu có mất lòng mà kêu reo đông tây nam bắc. Mấy câu trên toàn là rồng rặc, những đàn bà khe khắc cháu con kể từ nay phải giữ cho tròn, không chừa dứt ắt mang tai ách lừa. Khi thốt ra đoan chánh hiền từ, tích thiện thề thường có phước dư, bằng tích ác quả giọng ngữ thứ tư cũng cấm. Nói thêm thừa quyển hoặc đủ điều, ghét người thời kiếm chuyện dệt theo, thương diễn lẻ thấp cao bào chừa, đời bất công mấy ai xem sửa, trên đi hoa dưới chẳng phục tầm, khuyên nhân sanh lấy lẽ chi công mà ăn ở nói năng chân chất. Phật từ bi độ trong nhân vật, là luật kinh dạy rất tinh tường. Nếu chẳng nghe hồn dương tai ương, chừng ấy mới kêu bầu khó rước. Người dương tay chẳng ưa bốc xước, Phật thần nào gần kẻ xảo ngôn. Đã tu hành đừng có bôn chôn, tưởng hay giỏi khoe khoang tài cán, người hiểu rành mới càng thêm chán. Chỉ bằng ta bỏ lối trơ trêu, nói với ai cũng phải lựa điều, đừng trao chát cho người khinh về. Tội lỗi ấy diễn nhiều thảm tràng, từ xưa nay trời đất đâu dung. Giao của nhiều dâm hiếp bần cùng, quá
đừng phá tranh hại tiếc nữ nhân. Gái lặng lờ tiếng quyền lời đơn, qua có chỗ đèo bồng tình mới. Cất tiếng gọi nữ nam ơi hỡi, bỏ những điều điếm nhục tâm môn. Đừng nam nhi học lấy điều khôn, lòng trung hiếu dành theo đạo lý. Hàng phụ nữ gương xưa nuôi chi, những mẹ hiền dấu thảo roi truyền, niệm Phật mà gây lấy thiện duyên, cho đẹp mặt tổ tiên nòi giống. Thờ Phật đạo tỉnh cơn ác mộng, thoát mê đồ thường phòng quang minh. Ráng hiểu rành tiếng kể lời kinh, ác thứ sáu ấy là đạo. Lấy của người sắm ăn sắm mặc, chẳng kể công nước mắt mồ hôi, phá lương dân giả luôn bồi hồi. Ngài làm lùng đêm lo dình, trốn pháp luật tập tành đủ thứ, nào đào tường khoét vách khuân đồ. Tội chập chồng đâu biết ở mô, trốn người khỏi trốn trời sao khỏi. Vào thâm tâm những kẻ gian phi, hãy tu thân chừa thoái vô nghì, của phi nghĩa làm chi. Xong chuyện luật nhân quả thật là cao diện, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nương làm việc thẳng ngay, cứ bền chi có ngày bày sát nhân gây già tánh hung.
bầm chân chưa đều hung dữ trong tâm chờ đất thế ra tay hạ sát giết đến đây động lòng rào rát gặm nhiều người bội bạc thâm ân nào kể chi là đau quân thần tôi giết chúa con đành sát phù lúc nguy cơ tớ mong hãy chú trò giết thầy tội ấy đang không thêm chồng giết vợ vợ giết chồng niềm quân đệ cùng còn giết mẹ dành của tiền cốt nhục giết nhau tranh lợi danh giết lẫn đồng bào tình nhân loài phân chia sanh vật đầy lòng kêu cách tưởng rằng mình như thế là ngoan khuyên ba gia ba tánh diệt đàn sát hại mạng người như thế mơ giết vật đằng mà cung tế gầm thánh thần đâu có tư riêng rồi ôm đau bởi tài căn tiền hoặc hiền kiếp mê làm điều bao phải ăn năn phước điền tạo pháp nghe lo thuốc thang khẩn giái Phật trời nguyện sửa lòng ác Phật giúp mê đời xuống phước rồng từ bi hay xa đấng thần minh công bình trước già đâu ăn lo đổi hoài
tâm linh nghĩ đến đoạn này điều quá phước ấy cơ bao ứng chẳng biết thân còn toan chưa đừng qua bất lành chưa trả vai thêm cầu cho đời sống lặng gió êm đặng ba tánh an nhàn tu niệm ác thứ tám là lòng tham hiểm gồm của thế một mình tham nhà cao cửa rộng thân dinh tham giường ruộng cò bay thẳng tiên thấy của người thèm khu nước miếng tính làm sao lường gạt lấy đi sẵn túi tham bất cứ chuyện gì giàu xấu tốt cũng là dòm chưa nhớ lời Phật khi xưa giải sửa của thế trần như mật dính giáo trẻ tham ăn kê miệng liếm vào chừng đứt lưỡi mới là hối hận tham của tàm làm điều tàn nhân nhắm mắt rồi đâu thường dương nạn eo tham sắc đẹp nhà tan cửa nát lúc tận số nằm trơ một xác gặm kiếm tiền bội bạc bất tài không làm cho ta được sống dây lại chẳng bước tiện đưa một bước thà nghèo thánh hơn giàu mà trượt lo dung trồng cõi phước về sau muốn trở tham mê phải liệu cách nào phải bố thí diệt lòng ích kỷ chánh niệm thường thường suy nghĩ vật ở trần như bọt nước làng mây thân
dài đó mãi đây của ấy cùng khi tan khi nghiệp mẹ. Sân luận tiếp lửa trong tâm chẳng đốt mà lần nỗi lôi đình đâu có định chừng cho ta biết mà toàn giữ trước tánh sân nộ thường làm bạo ngược nên loài người ở cõi thế gian giận hờn nhau thù oán dậy tràn mới có cuộc tranh tài đấu lực hơn tự đắc khoe khoang dòng sức phải bị người hiềm khích ghét ganh thua hổ ngươi làm chuyện bất lành gây nghiệp dữ oan oan tương báo mang vô minh che mờ căn trí
vật chất kém hơn, chẳng tìm biết tinh thần đạo đức. Dệt lưới nghi đeo điều phiền phức, bình rịnh đời cực khổ tan thương. Khi nói làm ít chịu suy lương, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác. Việc mê si phải nương thuyền giác, muôn việc làm chính trực khôn ngoan. Đừng bà đâu tin bướng nghe càng, làm ngu muội đọa thân uổng kia. Ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp, long nguồn chân Phật tiếp dần cho. Trong cây lành dĩ quả thơm thoang, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Dầu ai có cười ta khờ khật, cũng đừng phiền sao lãng chân tâm. Mong tiếng kêu thấu đến tòng lắm, cùng thiền tinh ba gia hưởng ưng. Muốn Phật giáo từ đây bền chừng, đừng riêng lo lợi dưỡng một mình. Nếu xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất tinh thần lo đạo. Xa ngã
nghe lời rủ tông nọ phái kia. Cả tăng đồ trong nước chia riêng pháp bảo, riêng chùa, riêng Phật. Trong ba tánh sầu thành chất ngất, mãi nghi nan chẳng lòng mến yêu chẳng để công lao. Mượn bút mực đôi lời trần thuyết, tuy thiện tinh hiểu ta giả thiệt, làm hay không chẳng dám ép mê này. Nguyện mười phương chư Phật đau đồng tiếp dẫn chúng sanh dài thoát. Đêm thanh hiên nguyệt giữa kề, nhìn xem thế sự não nề tâm can. Từ ta nương chung Phật đàn, dứt tâm trần câu chẳng màng dính trần quang thiện tính còn mê. Thêm lời dục thúc gọi về đàn tu, dốc lòng dạch ngút mây mù đặng diệu ba tánh đường tu chen vào. Lời thầy càng tỏ âm hao để truyền hậu thế vàng thao lọc. Cầu thuận gió hòa mưa, an hòa nhân vật phước thừa trời ban. Tu cầu thoát chúng gian nan, cầu trong chữ quốc lợi nhà, cứu
tình lưới mê chẳng buồn nhẹ mình tiêu dao. Tu cầu cửa Phật đặng gót sen thông thả xiết bao thanh nhàn, tu cầu bệnh tật tiêu tan, từ bi hỷ xa Phật ban. Cầu thoát khỏi tử sanh, nương theo Phật quốc lời lành hằng nghe. Cõi trần đừng đâm ngựa xe, đeo tuồng mỏng quyền lấp loe sắc tu cầu trăm họ hiền lương, đồng thinh niệm Phật tái ương chẳng còn. Tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận cháu con thảo hiền. Tu cầu thoát khỏi xiềng giữa kề chân Phật xa miền trần lao, tu cầu chống hết bệnh đau, gặp đời bình trị xiết bao vui vây. Mắt nhìn chữ Phật đông dày, thành vàng điện ngọc cho thầy đăng tiên. Trao tâm luyện tánh chu minh
chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn. Lòng tai nghe rõ tiếng đàn, không dây không phim quang hồn cũng không. Đờn tay rồi lại đờn đóng, trách trong ba tánh gặp sông quên. Yeah.
thâm dĩ ý truyền. Danh ngôn chép để rách đàn tiếng, cứ gia tình độ tâm viên mãn. Sĩ xuất văn từ dốc dài thì khuyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay đoàn làm phim của tôi rất hân hạnh được sang các nước bạn Campuchia để thực hiện chương trình diễn ngâm sấm giảng quyển 5 của Đức Thầy. Chúng tôi rất lấy làm hạnh phúc và sung sướng khi được tất cả quý vị đồng đạo cũng như nghệ sĩ Châu Thanh không quản đường xá xa xôi đến đây để cùng thực hiện với chúng tôi. Đây là một điều rất là hạnh phúc đối với tất cả đồng đạo. Nhân đây, chúng tôi cũng xin mời quý vị hãy lắng lòng nghe tâm sự của nghệ sĩ Châu Thanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy chào chú Châu Thanh. Thầy xin chú cho tôi biết lý do nào mà chú từ Việt Nam diễu dõi sang Campuchia để làm cái phim và quyển năm của Đức Thầy. Những ý nghĩa này nhờ chú nói cho tôi biết cái tình lý của chú. Xin cảm ơn. Dạ. Dạ, xin chào chú và chào tất cả đồng đạo. Hôm nay thì Châu Thanh lại một lần nữa được có duyên và ở tổ chức là thiện nghĩa cùng với tất cả quý vị trong đồng đạo đã thực hiện quyển năm của sám giảng của Đức Thầy. Vì Châu Thanh được biết là trong quyển năm này có những đoạn mà Đức Thầy đã kể về cái vị thứ sáu trước tiên lịch, đúng không ạ? Lịch sử của Đức Phật thời gian đó thì nếu mà cái cảnh sinh hoạt ở bên Việt Nam chúng ta thì không có những cái cảnh xa xưa như vậy. Vì vậy cho nên ở bên đây thì đạo diễn và nhà tổ chức biết rằng ở bên đây có nhiều cái phong cảnh rất là xa xưa và thích hợp với thời gian của ở tại mà Đức Thầy kể về câu chuyện của Đức Phật lúc còn tại thế. Vậy cho nên dù xa cách mấy đi nữa nhưng mà mình làm nhiều phận sự thì Châu Thanh nghĩ rằng đây là lâu lâu mới có duyên, mà có duyên lắm mới được tham gia dự trong một cái chuyện mà làm phận sự về Phật Pháp mà những lời sám giảng của Đức Thầy. Thì hôm rồi Châu Thanh cũng có duyên đã được góp mặt trong một cái chương trình. Vì vậy cho nên hôm nay Châu Thanh cũng rất là vui mừng được tham dự nữa để đem cái lời hát của mình để hòa trong những cái câu sám giảng của thầy. Thì cũng mong rằng Châu Thanh rằng cũng có tâm nguyện là mình làm sao để cho thực hiện lên cuốn băng cho nó thật hay, để cho tất cả quý vị đồng đạo khắp nơi và cũng như những người chưa đến với giới đạo thì xem họ sẽ thấy rằng đây là cả một tâm huyết của những người đệ tử của Đức Thầy và những người đang thực hiện chương trình, cả một tấm lòng đến với Phật Pháp. Thì đó là một niềm mong ước của Châu Thanh. Vì vậy cho nên dù xa xôi cách mấy, Châu Thanh cũng phải đi. Dạ. Xin cảm ơn thầy. Tôi xin được hỏi anh Thanh, tôi đã nghe qua đĩa 7 bài pháp luận thì ngoài cái diễn ngâm tất cả các nghệ sĩ cũng có bằng đất nước của anh hôm nay tại đất nước Campuchia cùng đi với anh qua bên đây
tất cả anh em cùng từ Việt Nam qua. Thì trong mấy ngày qua đã làm rất nhiều cái cảnh, nhưng mà tôi muốn hỏi anh Thanh, ngoài những lời giảng của Đức Thầy, cảm xúc của anh nếu phải chọn một con đường để mà rốt ráo giải thoát, thì anh không biết anh có nên chọn con đường của Đức Thầy không? Kính thưa tất cả và quý vị đồng đạo, vì Châu Thanh nghĩ rằng trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng đến rồi đi, tất cả đều trở về cát bụi, và chúng ta có duyên lành được nghe những lời pháp của Đức Thầy, Châu Thanh nghĩ rằng đó là những lời vàng thước ngọc. Vì vậy cho nên đã chọn rồi, nên Châu Thanh vẫn cùng đi với tất cả quý vị đồng đạo đến đây. Dạ, nếu mà chưa chọn thì chắc không có đi đâu. Chào anh Thanh. Vừa qua thì cũng nghe anh tâm sự với đồng đạo, thì nói lên những cái cảm nghĩ của mình trong cái chương trình mà đi bên Vin. Thì vừa qua em cũng có nghe được những cái văn đĩa của anh về cái cuộc phim mà Thánh Đạo Vàng anh đã đóng, hoặc là Bức Tranh Thế, hoặc là gần đây thì qua cái giáo lý của Đức Thầy trên anh đã thực hiện qua cái bài Bảy Bài Pháp Luận, thì chúng tôi cũng đã cảm nhận và đồng đạo cách làm mến mộ anh. Trong khi là người ở bên ngoài thì người ta mến mộ anh về những cái giọng ca tiếng hát ở bên ngoài, nhưng hôm nay anh đã gắn liền vào cái Phật pháp, thì giờ đây chúng tôi cũng có những cái cảm nghĩ không biết như thế nào mà anh đã đến với Phật pháp. Kính thưa tất cả quý vị đồng đạo, thì Châu Thanh nghệ sĩ thì mình chỉ có gia tài mình biết hát thôi, thì mình sẽ nguyện rằng khi mà cứ ở gặp khó không có dịp nào mà tổ chức trong cái chương trình nhân ngày của đồng đạo, thì cho Châu Thanh xin được góp mặt. Vì Châu Thanh thấy hình ảnh của tất cả cô bác, những người mà ngưỡng mộ, những người đệ tử của Đức Thầy, thấy tấm lòng của tất cả quý vị rất là chăm chất, rất là hiền hòa, mà đầy tâm huyết, đầy một cái lòng ngưỡng mộ của tất cả quý vị rất là cao quý, nên Châu Thanh cảm động vô cùng trước cái hình ảnh mà của quý vị đã đến với đạo Phật. Chẳng quản mưa gió hôm nay cũng có duyên lành, phải nói một lần nữa thì Châu Thanh cũng phải nhắc cái người mà Châu Thanh được gặp gỡ tất cả quý vị đồng đạo đó là Thiên Nghĩa. Người trẻ tuổi mà tâm huyết của bạn rất là tốt, anh rất cảm quý bạn lắm, tại vì bạn có được nhiều phương tiện thì lo không gì phận sự hết. Những ngày gặp gỡ rất là tâm sự, mình rất quý bạn. Rồi bạn, chính bạn đã đưa mình vào để được hiểu biết những lời giáo lý của Đức Thầy. Cầu chúc cho tất cả được nhiều sức khỏe, và lúc nào thì đạo tâm cũng được kiên cố, và Bồ Đề Tâm luôn luôn phát triển, để chúng ta làm sao không phụ lòng Đức Thầy để lại một cái giáo lý và tuyệt vời của Đức Thầy đã dành cho chúng ta một gia tài vô giá. Dạ, chào chị Mỹ Lan. Là một độc giảng viên nhiều năm ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, chị cũng được rất nhiều khán giả ngưỡng mộ qua giọng đọc ngọt ngào, diễn cảm của chị. Vậy khi mà diễn qua quyển 5, chị có thể cho quý khán giả và quý đồng đạo biết cảm xúc của chị, cũng như là tóm tắt ngắn gọn về cái quyển 5 này không ạ? Chị Mỹ Lan xin kính chào Thiện Nghĩa. Xin kính chào toàn thể chị quý vị. Thì cái quyển 5 mà từ xưa đến giờ Mỹ Lan đã từng đọc qua, thì Mỹ Lan rất là tâm đắc, nhất là quyển 5. Tuy mặc dầu quyển 5 rất là đơn giản và ngắn gọn, nhưng mà Đức Thầy đã diễn tả nói lên cuộc đời của Đức Phật trước khi Đức Phật đản sinh và đến ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì trong khoảng đoạn này thì Đức Thầy đã nói lên tâm đại hùng của Đức Phật, đó là ngài thuở ấy nên 19 tuổi, tâm đại hùng, cương quyết tu trì. Và song song, Đức Thầy đã diễn tả nói lên sự khổ của chúng sanh trong cõi ta bà, đó là 8 điều khổ. Trong 8 điều khổ này thì Mỹ Lan tự nghĩ tất cả những người trên thế gian này không ai rời khỏi điều này hết. Đó là đoạn thứ 6, Mỹ Lan sẽ đọc lên cho quý vị nghe. Đó là đoạn thứ 6,
biệt ly cay đắng. Người mình thương bỗng lại chia lìa, khi khóc than nước mắt đầm đìa, lúc trong nhớ ruột tầm chưa xót. Ở thế gian mấy ai thoát lọt, nợ gia đình đeo đắm căn duyên, cơ nguy nghèo thân thể trung chuyên, kẻ lưu lạc người chờ trong mãi. Kính thưa toàn thể chư quý vị, thì sau khi Đức Thầy đã diễn tả nói lên tám sự khổ ở cõi thế gian, thì ở bên kia cõi trời cực lạc, Đức Thầy đã diễn tả và nói lên tám điều vui mà nếu chúng sanh chúng ta có công phu tu tập thì mình sẽ có được tám niềm vui đó. Mà trước khi chúng ta có được tám niềm vui đó thì quý vị phải qua pháp môn hành trì, đó là pháp môn tịnh độ. Mà Đức Thầy cho biết là cõi tịnh độ lắm điều thanh nhã, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn, chốn ta bà tim lụng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế. Vậy khi diễn âm qua quyển năm á, thì chị có thể cho biết cảm xúc của chị như thế nào mà khán giả rất là ngưỡng mộ qua cái giọng đọc của chị? Kính thưa quý vị, thì quý vị hỏi qua cái về vấn đề đọc mà truyền cảm được mọi người yêu mến, thì do nơi Mỹ Lan am tường qua giáo lý của Đức Thầy, rồi Mỹ Lan cố gắng nghiền ngẫm nghiên cứu, rồi Mỹ Lan học tu theo, vì vậy mà trong cái phẩm kinh quyển năm này nó rất là di diệu. Do nơi có công phu tu tập, do nơi Mỹ Lan cố gắng hành trì theo lời chỉ dạy của Đức Thầy, vì vậy mà trong khi những lúc mà Mỹ Lan đọc ra cho mọi người nghe đó, thì Mỹ Lan muốn làm sao để truyền đạt và chuyển ý được trong lúc này thì Đức Thầy muốn nói gì, vậy Đức Thầy nên kêu gọi chúng sanh lên làm những điều gì. Vì vậy mà Mỹ Lan muốn làm sao truyền đạt được cái tâm tư đó, những cái ý của Đức Thầy truyền vào lòng của mọi người. Vì vậy mà trong lúc đọc Mỹ Lan đã hết lòng, vì vậy mà được cái sự ngưỡng mộ và sự yêu mến của quý khán giả. Chị Mỹ Lan mong rằng thì khi toàn thể chư quý vị và tất cả mình khi nghe qua cái quyển năm của Đức Thầy thì mình cố gắng hành trì, thì chúng ta sẽ có được một niềm vui tại thế gian này, sẽ có một sự an lạc. Và đây Mỹ Lan cũng xin cầu chúc trước là thiện nghĩa, sau toàn thể chư quý vị luôn được sức khỏe dồi dào và luôn được tiến tu cho đến ngày đắc thành đạo quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, xin chào chú. Là một tín đồ Phật giáo hòa hảo, khi mà xem qua những chương trình mà các nghệ sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh thể hiện, thì chú có thể cho quý đồng đạo và quý khán giả biết cái cảm xúc của chú như thế nào không ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào thiện nghĩa và kính chào toàn thể quý vị. Vừa qua thì tôi xem qua cái chương trình của nghệ sĩ để đóng vào những cái quyển là chẳng hạn như Bảy Bài Pháp Luận và quyển 6, thì tôi xem qua thì rất là phấn khởi vì giáo lý siêu việt của tổ thầy mà được những nghệ sĩ tài danh để đứng lên để đóng góp vào công việc là hoằng dường chánh pháp của tổ thầy, thì điều đó rất là danh dự cho tôn giáo và của cá nhân của đoàn thể. Tôi hy vọng rằng từ đây về sau các người nghệ sĩ tài danh sẽ góp công sức để thâu cho nốt được từ quyển 1 đến quyển 5. Và đó là điều mong ước của chúng tôi, và nói riêng, nói chung toàn thể trong đạo đều ước mơ điều đấy. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chào. Dạ, cảm ơn chú. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mến chào thiện nghĩa, kính mến. Dạ, kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, khi tôi được nghe những lời cung kính diễn âm của các nghệ sĩ ưu tú ở thành phố Hồ Chí Minh diễn âm lại lời châu ngọc của Đức Thầy, trong ấy là bài Bảy Bài Pháp Luận Tôn Chỉ Hành Đạo, hết sức là đặc biệt và màu nhiệm lời của Đức Thầy, tôi rất cảm kính và vô cùng phấn khởi. Tôi cũng xin ước mong sao tất cả chư quý vị được nghe lời diễn âm của các nghệ sĩ và lời thiêng liêng màu nhiệm của Đức Thầy mà quý vị phát tâm tinh tấn tu hành
để chúng ta đồng đi đến con đường chân thiện mỹ giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn thầy Nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Sáng kiếm chỗ tầm tiên lãnh tục, người ở đời phải được lòng trong biển. Lời ta dạy hãy nên suy nghĩ, phải phá tan ngũ uẩn trong mình. Chữ tham trong ý muốn mặc tình, ráng lĩnh tánh trừ cho nó tuyệt. Chữ đây gỗ là sân hải diệt, cho nó đừng thấp thoáng trong lòng. Thêm chữ si thiệt quá lòng vòng, nên tỉnh trí tìm nơi dục tắc. Chữ nhân ngã quá cũng là quá gắt, trong ba tánh biết ai. Ta chớ nên phân biệt với người, dẹp năm tên đường mới mừng đặng vô pháp tướng mới là thiết tướng. Nên sao người con
dạy dỗ ân cần, khuyên ta tâm dạng dân với bốn ma mới đặng an nhàn. Khó với tu nhiễm vào thân thể bất an, sợ sắc mến nó ngày kia lâu khổ. Ta nhiễm chết trường ta gian còn thiên từ đời bàn con cảnh sông máu núi có ai dùng mà đắng thành trần giới thế bây giờ. Mà đời nay theo nó liên miên, chữ tài của khổ duyên một kiếp, bị tội phút nào ai có tiếp. Mà đời nay sao vẫn thể xa mà đi lòng. Chữ khí hồng nhà giàu có tài không chớ mà lao lý phải để tiền cho tâm kẻ trần nghèo lo ăn xài trà rượu sẽ giúp già xoan sanh chừng khổ não phải để gạt người làm căng cho mình ngày sau này lắm nỗi tội. Bình ôn dịch thường ai ôi mương tầm mà duy trở lặng chẳng chịu nhớ thiên về. Ta khuyên tu vẫn cứ mãi ngờ sợ gạt chúng kiếm xù kiếm cắt cơ bị ngoại quốc bán hàng quá gấp nên dân ta chịu chữ cơ hàng ta cùng thiên của cải chẳng mà miệng bóng đèn thì quyết chung vô thảm thương thay chết héo chết khô nhìn đèn nó thấy mồ phù du kể khuyên trần đã mãn mùa thu đeo danh lời như con vật ấy giống xe cát biển đông thường thấy tên giả tràng rất uổng công trình
khi nước rồng nhờ lúc bình minh, lúc nước lớn cát kia tan rã. Trần phú quý thì cần thông thả, chứ còn ta cứ khổ lao hoài. Dứt kể cơ giảng dạy ít ai, mặc lễ thứ làm không tự ý. Coi rồi phải nhận cho hiểu lý, câu quyền sâu của kẻ khùng này. Bởi chữ khùng của Phật của Thầy, chớ chẳng phải của người làng trí. Mê giới tình nhận ra là lý, thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài. Thức dậy mà tầm đáo kiếm bài, để quy cử khỏi mang tiếng rớt. Sách quyến thiện miệng kêu không ngất, mà nào ai có thức dậy tâm. Ta nghĩ suy cũng bắt hổ thầm, nên than thở cùng trần ít. Đừng có trách sao không chỉ bảo. Từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão, mắt trong dòng sanh tử luân hồi. Xuống duyên định thấy tội hỡi ông, đó mới biết kỳ xá tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng cứu hưởng nhờ. Gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiển giống như hưởng nơi. Địa ngục cũng tại tâm làm quay, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiếng hay Phật cũng là tại nó. Tu giới tịnh làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Cảnh dương gian muôn thảm ngàn sâu, ngó vạn vật đài lầu chẳng.
thì là được đỉnh chừng.